Chó ăn cơm trưa tại quán cà phê cho thú nuôi sành ăn đầu tiên ở Manila. Một hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ nhà bếp của một tiệm bánh Manila cố gắng để thu hút không chỉ người dân ở khu phố, nhưng quan trọng hơn là những chú chó. Home Pet Kitchen là tiệm bánh đầu tiên dành cho thú nuôi sành ăn ở Manila, tiệm bánh sản xuất bánh ngọt, bánh quy và các món ăn ngon với các thành phần nguyên liệu sử dụng cho con người và hoàn toàn tự nhiên. Những loại thực phẩm này có thể dùng cho cả người và động vật. Cô Jamilin Milan đã đưa chó của cô vào tiệm bánh một ngày cuối tuần để ăn món lasagne. Cô rất ngạc nhiên vì Schnauzer Rex ăn hết tất cả món ăn. Cô nghĩ nó đã chán thức ăn ở nhà. Lasagne, thịt bò và gạo lứt với cơm Ý là một số món ăn ngon được chuẩn bị tại chỗ. Việc lựa chọn thực đơn cho người bao gồm bánh mì và bánh quế. Cả vật nuôi và chủ có thể dùng bữa trong một môi trường ấm cúng của quán cà phê. Chủ quán cô Giannina Gonzalez, người có gia đình sở hữu một nhà hàng nổi tiếng trong khu vực, đã mở quán cà phê vào cuối tháng 3, thúc đẩy bởi sự thiếu vắng của những nơi thân thiện dành cho chó. Kể từ đó thì doanh số bán hàng đã tăng lên và nhà bếp của họ đã trở nên bận rộn hơn với việc nướng bánh xốp dinh dưỡng hoặc biscuit sticks đóng gói cho vật nuôi. Cô tập trung vào làm các món ăn cho chó giống như các món ăn của người và điều hành bếp của cô giống như một nhà hàng của người. Họ sử dụng các thành phần hữu cơ như dầu dừa, nghệ, lá moringa và các loại rau khác cùng với các loại thịt. Họ cũng làm bánh và bánh ngọt giống như bánh sinh nhật. Không giống như thức ăn vật nuôi thông thường được tìm thấy ở Philippines, các bánh cung cấp tại tiệm bánh không có các chất bảo quản, màu sắc và hương vị nhân tạo và cũng không thêm đường tinh chế và muối.